kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chất lượng của cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Giá hàng hóa bắt đầu giảm theo giá xăng. Những kết quả sau 2 năm thực hiện hiệp định EVFTA. Bộ Tài chính đề xuất giảm 2 loại thuế đối với xăng dầu. Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu đón khách du lịch năm 2022. Thưa quý vị, giá xăng dầu giảm 4 kỳ liên tiếp về mức tương đương giá vào đầu hồi tháng 2. Giá các mặt hàng tại chợ dân sinh ở Hà Nội đã bắt đầu giảm, tuy nhiên một số mặt hàng như thịt, cá, trái cây vẫn đang ở mức cao. Tại chợ dân sinh Phú Gia, Tây Hồ, Hà Nội, theo các tiểu thương do giá thành nhập vào vẫn chưa giảm, thậm chí còn cao hơn thời điểm giá xăng tăng, do chủ yếu các mặt hàng trái cây như dưa hấu, thanh long, cam nhập từ các tỉnh thành phía Nam, còn rau xanh vẫn biến động nhẹ theo ngày. Đối với mặt hàng thịt lợn trong vài ngày gần đây có giảm theo giá xăng từ 2 tới 5.000 đồng trên 1 kg. Lý giải về giá thịt lợn chỉ giảm nhẹ, các tiểu thương cho biết giá lợn hơi vẫn ở mức cao. Hiện giá mặt hàng này ở mức 100 đến 150.000 đồng trên 1 kg tùy loại thịt. Xăng dầu tăng như bây giờ đợt trước là tăng nhưng bây giờ nó hạ rồi, nhưng mà thật sự là các cái thuốc ăn này rồi cái giống là nuôi thì nó vẫn là đắt. Cho nên là giá cả nó vẫn là cao. Nó có hạ 1-2 cái nghìn con thôi, không ăn thua không đáng kể. Mặc dù là xăng dầu là có hạ. Thịt sấn mông sấn vai là 120 hoặc 130.000 một cân. Đấy. Ba chỉ mà ngon thì phải 14-15 cũng có thôi chú ạ. Cắt ngắn mà gọn ngon thì là phải 15, mà cắt bình thường như này thì phải là 14 ba chỉ đấy. Đại diện ban quản lý chợ Phú Gia cho biết các mặt hàng tại đây không biến động quá lớn. Nguồn hàng chủ yếu được nhập từ các tỉnh lân cận. Riêng mặt hàng rau củ quả, chủ yếu các hộ gia đình tự ngoài thành mang đến bán nên không có biến động mạnh như ở các chợ khác. Trong kỳ điều chỉnh xăng dầu vừa qua, giá xăng đã giảm gần 7.000 đồng. Đây là tín hiệu vui đối với người dân, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh, giảm áp lực lên chi phí cấu thành giá hàng hóa. Hôm qua ngày 4 tháng 8, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Pháp luật Kinh doanh và Đầu tư Châu Âu tổ chức hội thảo khoa học 2 năm thực hiện hiệp định EVFTA có những tác động kinh tế xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Theo nghiên cứu đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi EVFTA có hiệu lực, hiệp định này sẽ tác động tích cực ở nhiều khía cạnh đối với kinh tế Việt Nam và quan hệ kinh tế Việt Nam-EU. Trên thực tế, sau hơn một năm thực hiện EVFTA, tính đến hết quý 1 năm 2022, thương mại hai chiều và đầu tư của EU vào Việt Nam vẫn tiếp tục đạt tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng có phần chậm lại so với giai đoạn trước, chủ yếu tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam và EU. Mặc dù các nội dung của EVFTA bao gồm đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, bảo vệ sở hữu trí tuệ và các nội dung khác đã góp phần quan trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và EU, đồng thời cũng tạo môi trường kinh doanh lành mạnh ở Việt Nam nhằm tăng cường thu hút đầu tư của EU vào Việt Nam. Đại dịch COVID-19 với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và việc vận chuyển khó khăn thực sự đã trở thành lực cản lớn đối với quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước EU. Thương mại hai chiều và đầu tư của EU vào Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể trong bối cảnh bình thường mới. Triển vọng này sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam, tăng thu ngân sách. Cơ cấu xuất nhập khẩu, các quốc gia thành viên EU và Việt Nam có cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu về cơ bản là mang tính bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh trực tiếp. Trong đó, mỗi quốc gia lại có những thế mạnh về hàng hóa xuất khẩu. Các quốc gia EU có lợi thế xuất khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, sữa, thịt. Trong đó Việt Nam lại có ưu thế về xuất khẩu các sản phẩm dệt may, giày dép, các mặt hàng nông sản nhiệt đới, thủy hải sản, công cụ và thiết bị cơ khí. EVFTA là một bước đi nhằm khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại quốc tế. Hiệp định này không chỉ thể hiện nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với EU, mà còn thể hiện nỗ lực thúc đẩy quá trình đàm phán các FTA của Việt Nam với các đối tác kinh tế quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị,
Bộ Tài chính cho biết vào ngày 28 tháng 7, cơ quan này đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương về phương án thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, trước bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng vẫn ở mức cao. Bộ này đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách về thuế để góp phần ổn định giá xăng dầu, kiềm chế lạm phát và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh năng lượng. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng xin chủ trương về phương án giảm thêm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, triển khai xây dựng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Bộ Tài chính nhấn mạnh. Nếu đề xuất trên được chấp thuận, giá xăng trong nước sẽ có một mặt bằng giá mới thấp hơn hiện tại. Tính đến nay, giá mặt hàng này đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó 13 lần tăng và 7 lần giảm. Hiện giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đã giảm quanh mức 24.500 đến 25.600 đồng trên 1 lít, tương đương mức giá tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, tính đến tháng 7 năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách. Ngành du lịch thủ đô đã hoàn thành mục tiêu so với kế hoạch đề ra, với tổng mức thu ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Sở Du lịch Hà Nội cho biết tháng 7 năm 2022, khách du lịch quốc tế và nội địa được dự báo tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,94 triệu hành khách, trong đó khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt khách. Khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 141.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6,15 nghìn tỷ đồng. Dự kiến 7 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 425,9 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, so với kế hoạch được thành phố đặt ra đầu năm nay, ngành du lịch thủ đô đã hoàn thành mục tiêu đón khách du lịch đến Hà Nội. Mục tiêu thành phố đặt ra là phấn đấu đến năm 2022, Hà Nội đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến 27,84 đến 35,84 nghìn tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tô Tất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện Việt Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hộp thư chất lượng và cuộc sống @gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!